Chào tất cả mọi người quay kênh Trung Vinox nhé. Giờ thì hoa quả mới ấy này em mua rồi đây mọi người. Giờ thì sẽ đi ra để thắp hương để xem xin các cụ tha thứ cho vì đã đến đây coi như là động chạm đến đất đai, cây cối mọi người. Trung bây giờ nó gây gây lúc nó tỉnh lúc nó điên. Đừng thử nữa, nó kinh rồi đó. Giờ ra thắp hương để xem có đỡ đi. Mấy lại mình ở đây mình động chạm mình cũng phải lên thắp hương. Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Nay có phải mùng 1 không biết. Đấy giờ mọi người cùng theo dõi hành trình của em nhé mọi người nhé. Nếu bị phong nhật làm thế nào trục xuất chúng? Thông thường những phân biệt được tâm thần và vong nhập bệnh nhĩ não có một biểu hiện như sau: tuyệt vọng, có cảm giác lo sợ tủi nhục, muốn tự sát hay quên lo lắng về sức khỏe, nói vô nghĩa, hành vi phản giật quá ít hoặc quá nhiều, có vệ sinh cá nhân, có những tư thế nào thích di chuyển, mệt mỏi, ăn không ngon. Bệnh dấu hiệu đi thôi mọi người, ở đây được có hương cảm rồi. Vái các cụ đi. Con thấy mình thắp hương thế này được rồi. Ô. Hình như bên kia không có hương nữa. Bên này thì không có đĩa mà chuẩn đấy.
hương của hơi thật mình ạ. Và mình sẽ đi về cái nhà tồn ra để xem tình hình của chung thì nó có tiến triển hay không. Chắc là cũng đỡ được, chắc là bây giờ nhiều lúc là cũng tỉnh dại nhưng không phải là nặng nhất. Hy vọng là anh em mình ra thắp hương là chung nó sẽ đỡ đi. Giờ đỡ chưa? Đỡ chưa? Không. Chắc nhìn vẫn còn ngây lắm mọi người. Hy vọng xem để 1-2 hôm xem có đỡ. Hôm nay anh em mình ra thắp hương để coi như là đến xin các cụ tha thứ với lại khổ nha. Ngây ngây. Vong nhập thì mình cũng bị nhập rồi, nhiều lúc ấy không kiểm soát được bản thân đâu mọi người ạ. Cố gắng hay có khi là chuyển địa điểm đi chỗ khác thôi. Khổ nha. Thôi có khi là mọi người ơi, video của anh em mình có khi là dừng ở đây thôi. Hy vọng là một vài hôm bữa nữa thì nó sẽ khỏi hẳn, nó đỡ bị ngây đi. Khổ chắc yếu bóng vía quá này. Đừng có làm tôi, đừng làm tôi điên nữa. Thì nó cứ từ từ nó cứng lắm mọi người. Kinh lắm mọi người. Hy vọng là mai là nó sẽ đỡ đi. Hôm nay toàn phải về nhà thôi, tình hình là chưa kiếm được cái ăn. Mai có khi là phải ra đây câu cá thôi. Chỗ này câu cá rất là đẹp luôn này. Chưa đi săn được bữa nào nữa. Tỉnh chưa? Đỡ chưa? Nhìn. Đần thối lắm mọi người. Khổ sở nhỉ. Yếu bóng vía quá đấy mà. Đây bên kia cũng là suối nữa. Che chiếc chim có khi là mấy nữa đi săn chim cũng được đấy. Chim kêu rất là nhiều luôn. Cái mương này thì chắc chắn là có cá rồi. Ít nhất là phải có cá sộp rồi. Địa điểm rất là đẹp luôn, lại còn gần biển nữa. Đây là video của anh em mình dừng ở đây thôi mọi người. Chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người những video sau nhé.